Tối 23 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa long trọng tổ chức khai mạc con đường ánh sáng Đại Cảnh giai đoạn 1 gắn với phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết, công trình con đường ánh sáng là một điểm nhấn mới mang những nét đặc trưng của văn hóa Biên Hòa Đồng Nai. Bên cạnh đó còn mang ý nghĩa sâu sắc về lòng biết ơn, tôn vinh đối với các bậc tiền nhân đi trước. Về cái dự án cái con đường ánh sáng giai đoạn 1 và nằm trong những cái công trình để chào mừng cho 325 năm hình thành và phát triển ở Biên Hòa Đồng Nai. Và thành phố Biên Hòa cũng mong muốn đây cũng là một cái điểm nhấn về cái không gian văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, cũng như đây là một cái thiết chế văn hóa dành cho người dân trên địa bàn của thành phố. Trong đại cảnh con đường ánh sáng giai đoạn 1, nổi bật với trụ tán đèn LED 2 tầng cao 7 mét và các cụm trang trí xung quanh với 6 bình gốm lớn được các nghệ nhân khắc vẽ di tích lịch sử của thành phố. Ngoài ra còn trưng bày 12 con giáp màu men xanh đồng, màu men đặc trưng của thành phố Biên Hòa. Mình cảm thấy không khí hôm nay rất là vui tươi, mọi người đi ai cũng xinh đẹp, chụp hình có những cảnh sắc rất là đẹp. Mình rất thích, tại vì mình thấy lâu lắm rồi Biên Hòa mới có nhiều cái cảnh quen như vậy. Mình ấn tượng nhất là cái đài ánh sáng này thì mình rất là thích, tại vì mình thấy là ánh sáng rất là đẹp, lên hình rất là lung linh. Mình cũng hẹn các bạn đến đây chụp hình check-in cái buổi khai mạc hôm nay. Hồi nãy cũng có bắn pháo hoa rất là đẹp nữa, mình rất là thích. Ngoài xây dựng con đường ánh sáng, để chào mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai, thành phố Biên Hòa còn tổ chức nhiều hoạt động khác như tuần lễ văn hóa tại sân khấu nước công viên Biên Hùng, công trình đường sắt.